Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ review cái cảnh mà ở dưới Đầm Nại ngay chỗ nhà tôi ở Ninh Thuận. Cảnh mà bà con đang bắt con vẹm và ngao ở ngoài Đầm Nại. Đầm Nại. Và ban đêm thì chiều xuống thì bà con ra cào ngao, bắt hầu, bắt cá, bắt tôm vậy. Trải nghiệm. 1 ký về là 6 ngàn. Mấy chị này là cậy cậy sẵn luôn, còn ruột luôn. Hầu. Có nào được tôm được cá gì không cô? Có nào bắt được cá bóng hay là cá mú đồ gì không? À, cực quá ha. Đánh lờ đánh đồ chắc có chứ. Cực quá. Nhiêu đây chắc cũng được hai mấy 30 ký. Trời thiệt, bắt này nuôi con đã học đại học quá dữ luôn. Trời. Con cái nó biết nó hiểu rồi, nó học rồi nó báo hiếu lại chứ sao giờ. Hồi nhỏ con cũng ghiền mấy vụ này lắm, con cũng đi bắt lắm nha. Đi ra kia coi thử nha. Đi. Rồi chào con nha. Đi ra kia trải nghiệm tiếp. Ủa sao có ốc bu này? Biển cũng có ốc. À dạ, ốc bu. Bậy quá bậy. À. Mấy con hầu ngao ta cậy bỏ. Nước đi. Ủa sình mà không đi đâu. Sình không mà không đi được. Nên thôi rút lại. Cẩn thận. Rất là nguy hiểm, chảy máu hả? Được rồi. Nè, rồi theo đèn đi đèn nè. Qua đây là người ta cậy sẵn cậy về em xem. Ủa cái này bán cho người ta ăn hay là cho mấy chỗ nuôi cá cô chị? Tôm. Không về em cậy ra. Này chắc con đây có hầu hay không thèm không? Hầu. Sẽ cũng được 3 ký hả? 1 ký này bán được nhiêu vậy? 100 hả? Một đêm kiếm được 3 ký 300 ngàn cũng được. Dân cà đú nhưng mà ở Sài Gòn không biết làm mấy cái này. Má chào quá đó. Trên này gió quá trời gió luôn. Con sắn. Ngóc bò nè. Thấy không nè. Con này có con ốc bò nè. Không, con ốc mượn hồn ở dưới mày nè. Ốc bò. Còn nghe cái này là cái cây chạy hầu. Chưa sạch hết. Tôm hùm. Không biết cái chỗ sụp khí nãy mình chạy ngang có phải nuôi hơi tôm hùm ta. Ủa mình bắt từ hồi mấy giờ tới bây giờ được nhiêu đó vậy cô? 3 giờ. 3 chiều. Ồ. Giờ là 7 giờ. 4 tiếng đồng hồ được nhiêu đây? Ồ.
này em thấy. Bây giờ là mình cậy ra hả cô? Giờ nhà cậy hay cậy đây luôn? Này nó cháo cũng ngon đó ta. Này có hành lá nữa, nó lỏng lỏng húp. Bên kia có ngao, bên kia bắt có ngao. Đó, đó. 4 tiếng đồng hồ. Đây, cuộc sống mỗi đêm của những người bắt hầu, những bà con bắt hầu, bắt cua, bắt ốc để mà nuôi con ăn học đàng hoàng, đại học ra, rất là thương mình nói luôn. Cảnh đầm nại, thành phố Phan Rang Tháp Chàm về đêm. Những cảnh tượng rất là đẹp và thơ mộng, trăng rất là tròn. Thôn Hồng Thiên, xích lên một chút, đi lên khoảng cây số là đến thôn Thủy Lợi. Đấy. Còn đi vô một chút khoảng 3 cây số là thôn Cà Đú. Kia xa xa là núi Cà Đú, cái chỗ mà Vương cùng với tôi hay lên đó trải nghiệm. Hôm nay có dịp đi dọc bờ biển, dọc bờ đầm nại để cho mọi người xem và trải nghiệm thật sự cuộc sống của bà con của vùng biển làng chài rất là khó khăn. Nhưng mà cũng là một cái giá trị văn hóa đặc thù của khu vực Hồng Thiên và Thủy Lợi. Đây là My Honey, My Darling, My Love. Và rất là làm rớt mũ bảo hiểm của tôi. Và xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Mong rằng những clip này sẽ làm cho mọi người hiểu rõ hơn về cuộc sống của bà con ở Ninh Thuận, đặc biệt ở vùng đầm nại, thôn Hồng Thiên, Thủy Lợi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo, những vlog mới. Ngoài vấn đề về nông nghiệp sạch thì chúng tôi sẽ quay về những đặc sản, đặc thù, đặc sắc của văn hóa Ninh Thuận. Xin chào.